Xin chào các bạn, hôm nay Anna sẽ hướng dẫn các bạn cái cách uống nước như thế nào đó để có thể giảm cân. Nhiều bạn thắc mắc là tại sao uống nước cũng có liên quan gì đến việc giảm cân vậy? Thực tế mà nói thì nước nó là một cái dung môi quan trọng. Như bạn biết đấy, là 2/3 trên cái trái đất này là nước, và trong cơ thể của chúng ta cũng 2/3 trọng lượng cơ thể của chúng ta cũng là nước. Cho nên nếu như chúng ta không biết đưa đúng cái nguồn nước vào trong cơ thể của mình thì toàn bộ cái quá trình mà đốt cháy mỡ nó sẽ bị ức chế hoặc nó sẽ bị chậm lại. Vậy chúng ta uống nước như thế nào là đủ? Thứ nhất, về lượng thì bạn sẽ uống như thế này ạ. Tối thiểu một người bình thường thì bạn phải uống là 0,4 lít nước trên 10kg trọng lượng cơ thể. Tức là giả sử như bạn đang nặng 60 cân thì bạn phải uống một ngày khoảng 2,4 lít nước. Thì mình sẽ bao gồm cả lượng nước có trong những cái loại rau củ quả trái cây mà Anna đã hướng dẫn bạn. Còn lại là bạn sẽ uống nước lọc. Và nếu như mà bạn đang muốn giảm cân nhanh hơn, kết hợp với việc là bạn có hoạt động thể dục thể thao mạnh hơn trong quá trình mà bạn đang giảm cân, thì bạn đôi khi bạn còn phải cần đưa thêm cái lượng nước vào trong cơ thể. Và bạn nhớ rằng là bạn phải uống nước lọc nhé, chứ không phải là bạn uống những cái loại nước khác. Đấy là về lượng. Thứ hai là về chất đi, tức là cái loại nước bạn sử dụng là cái loại nước nào. Thực ra trong cơ thể của chúng ta, máu của chúng ta có độ pH kiềm nhẹ là khoảng 7,345. Khi mà cái độ pH như vậy á, thì các cái phản ứng bên trong cơ thể nó mới được diễn ra. Mà trong cơ thể của chúng ta phần nhiều lại là nước, cho nên cái nước mình đưa vào cũng phải đảm bảo nó có tính kiềm nhẹ. Đa phần những cái nước mà chúng ta đang chọn uống thì nó có tính acid chứ nó không có tính kiềm. Và bởi vậy cho nên là mình già đi, mình xấu đi, mình có nhiều bệnh và mình không giảm được cân. Bạn sẽ chọn những cái loại nước như là Lavi này, Ionline này, Vĩnh Hảo này. Đấy đều là những cái loại nước có tính kiềm. Tức là những cái loại mà bạn thấy là nước khoáng ấy. Và cái vỏ của nó là có cái màu xanh da trời á, màu xanh của nước chứ không phải là màu xanh lá cây nhá. Thì đấy chính là có khi là cùng tên của một hãng, nhưng mà hai cái tem khác nhau, thực ra nó là hai loại nước khác nhau. Còn nếu như trong nhà bạn mà có hệ thống máy lọc Kangen thì đây là cái lựa chọn số 1. Bởi vì nước từ hệ thống lọc Kangen nó có độ kiềm từ 8.5 cho đến 9.5. Bạn có thể dùng luôn cái nước đó để nấu cơm, để nấu canh, để nấu trà. Bạn cũng có thể là sử dụng cái nước đó để mà làm nước uống, và nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái phân tử nước nhỏ chỉ bằng 1/5 phân tử nước bình thường thôi. Kết hợp với những cái yếu tố chống oxy hóa, những cái gốc chống oxy hóa trong cái nước Kangen nó có rất là nhiều. Như Anna thì nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn đến Yobo ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn sẽ có thể được uống nước Kangen miễn phí. Còn nếu các bạn ở xa hơn thì mình có thể chọn những cái loại nước khác. Và khi mà bạn muốn uống nước Kangen, bạn cũng có thể inbox cho Yobo. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách để mà bạn có được một thiết bị lọc nước Kangen ở trong gia đình để sử dụng. Trong trường hợp mà mình không có thì bạn hãy nhớ là sử dụng những cái loại nước mà Anna đã hướng dẫn ở trên. Và cái bình mà 20 lít chính là cái bình mà bạn sẽ mua về để bạn sử dụng, và bạn dùng cái nước đó để bạn nấu trà luôn. Về cái cách uống, bạn sẽ uống như thế nào đây? Anna luôn khuyến khích tất cả các bạn uống nước ấm. Uống nước ấm, trừ trường hợp bạn bị đau dạ dày thì bạn mới uống là nó vừa mới hết nóng xong, tức là nó bắt đầu nguội, chứ không bao giờ để nguội lạnh. Còn bình thường tất cả những trường hợp khác thì các bạn hãy nỗ lực làm sao mà các bạn uống được lúc nóng. Khi mà bạn uống nước nóng như vậy thì nước nó đang ở một cái thể được gọi là active, hoạt động nhất. Và khi vào bên trong cơ thể chúng ta đỡ tốn những cái năng lượng để mà làm nóng lên để cho nó phù hợp với cơ thể của chúng ta. Đồng thời là những cái nước nóng đấy nó sẽ giữ ấm cho thận này. Và thận của chúng ta ấm thì tử cung của chúng ta cũng tốt. Chúng ta cũng đỡ mắc những cái bệnh lý liên quan đến tử cung. Như vậy thì cái hệ hormone nội tiết tố nữ của chúng ta nó sẽ được ổn định. Ví dụ như nội tiết tố nữ của chúng ta mà không ổn định, nó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái trạng thái mà bạn bị béo. Đồng thời là khi mà bạn uống nước ấm ấy, thì tóc của bạn nó cũng sẽ mọc nhanh hơn, mọc dày hơn và giảm được rụng tóc. Rất là hay đúng không ạ? Và bạn sẽ uống như thế nào? Bạn sẽ uống chậm. Mỗi cái ly trà đó mà bạn uống hoặc mỗi ly nước mà bạn uống á, thì bạn uống khoảng một ly khoảng 300ml. Nhưng mà bạn sẽ uống trong vòng từ 10 đến 15 phút mới hết một ly nước như vậy. Chứ không phải là mình chỉ có một hơi hoặc hai hơi là mình uống hết một ly nước. Mình uống càng chậm thì cái tốc độ mà mình hấp thụ được vào bên trong tế bào nó càng nhiều, và càng tạo điều kiện cho những cái phản ứng đốt cháy mỡ và trao đổi chất bên trong cơ thể được diễn ra. Cuối cùng, bạn cần có một lưu ý vô cùng đặc biệt là bạn cần phải phân biệt được nước và những loại đồ uống có thành phần là nước. Tất cả những cái loại như là nước ngọt, đồ uống có ga, tất cả những loại đồ uống mà bỏ thêm đường, ngay cả ví dụ như nước dừa mà bạn bỏ thêm đường, hoặc là nước chanh, hay tất cả các loại nước đấy thì gọi là những cái loại mà có thành phần là nước.
chứ không phải là nước. Và khi đưa chúng vào cơ thể thì cơ thể của chúng ta còn mất nhiều thời gian hơn để mà giải tỏa những cái lượng chất mà quá dư thừa không cần thiết. Và đặc biệt là nếu mà bạn bổ sung thêm đường vào như vậy, hoặc những cái loại đồ uống mà có đường như vậy, thì nó sẽ làm ức chế toàn bộ cái quá trình đốt cháy mỡ bên trong cơ thể của chúng ta. Và bạn có thể xem kỹ hơn trong cái phần mà Anna đã hướng dẫn ở trong video clip trước. Chúc bạn giảm cân thành công và hãy nhớ rằng hãy uống đủ nước.